đại kiếp nạn của Đức Phật và lời nguyền của Ma Vương ứng nghiệm với thời mạt Pháp. Kính thưa quý vị, trong quá khứ Thiên Ma đã từng đưa ra lời nguyền với Đức Phật rằng, sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai thanh tịnh thiền của ông đều là kẻ chống đối với ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Phải chăng lời nguyền này đang diễn ra quá đúng tại thời mạt Pháp này hay sao? Rốt cuộc trong cuộc chiến này đã có bao nhiêu dự ngôn được đoán trước? Hãy cùng chúng tôi đi và tìm hiểu video ngày hôm nay. Đức Phật luôn muốn tìm một nhân vật uy danh trí tuệ bậc nhất trong cõi dục giới gồm 6 tầng trời và loài người để thu phục, nên Ngài đã nhắm ngay Thiên Ma Ba Tuần có bản lĩnh khiến chư thiên dục giới và loài người nể phục. Khi Đức Phật mới chỉ nghĩ tới cõi Thiên Ma là tầng trời cao nhất trong cõi trời dục giới, Ngài đã mỉm cười. Nhưng nụ cười của Ngài đã khiến cõi Thiên Ma rung động. Vì cái cười có thần lực đó, Thiên Ma đã tức thời xuất binh, điều tướng tới. Bấy giờ, Đức Phật đã sẵn sàng trong định huệ và tràn đầy phúc đức. Còn ma quân đông đảo đủ hình, đủ loại dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống và dùng lời đe dọa hòng làm lung lạc tâm Phật. Nhưng Ngài luôn luôn ở trong đại định với trí huệ sáng suốt nên Ma Vương chẳng làm gì được. Trong trận chiến, Ma Vương nói với Đức Phật, sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai thanh tịnh thiền của ông đều là kẻ chống đối với ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Hiện nay, có quá nhiều sự biến tướng về chùa chiền với những người đứng đầu đã lợi dụng niềm tin của người dân nhằm thu lợi về mình. Họ sẵn sàng dùng lời Phật chỉ dạy và biến tướng chúng đi theo cách hiểu của mình bất chấp hậu quả. Nhưng thế sự vạn biến thật giả khó lường, cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối người ta, mê hoặc dẫn dụ người ta. Với những sai lầm của người dẫn đường, tưởng là đệ tử của Phật nhưng họ đang xa rời các giá trị cao quý. Từ đó chúng ta cũng bị mê lầm theo. Dùng khủng bố tinh thần để dọa không xong, Thiên Ma quay qua dụ ngọt rằng nghe lời sẽ được làm đại vương. Nhưng Ngài từ chối vì làm đại vương cũng vô thường biến hoại khổ nên chẳng lợi ích gì. Ngài cho Ma Vương biết mục đích của Ngài là dẫn dắt chúng sinh ra khỏi khổ đau. Sau Ma Vương lại dọa ném Ngài xuống biển. Ngài nói thẳng rằng trong trời người quỷ thần và tất cả binh quân của Ma không thể động đến Ngài được. Khi nghe lời nói của Đức Phật, Thiên Ma sẽ tác oai tác quái gì? Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để biết thêm diễn biến. 2. Đức Phật hàng phục Ma Vương như thế nào? Đầu tiên, Ma Vương phái 3 người con gái xinh đẹp, dẫn dầu bởi Sandari, Chedma và Devi đến làm sao lãng việc thực hành thiền định của Đức Phật. Chúng trêu chọc Ngài, nhảy múa khiêu gợi, nhưng Ngài không hề khởi tâm ham thích mà chỉ thấy tràn đầy lòng từ bi thương xót. Càng về đêm, cơ thể trẻ trung, xinh đẹp mà họ vốn tự hào dần trở nên khô héo già cỗi. Họ trở nên xấu xí và đáng ghê tởm đến mức tự mình cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy làn da trần trụi và thân thể gầy trơ xương. Tâm họ trào dâng niềm hổ thẹn và họ bỏ chạy về nhà. Để đáp trả trận thua này, Ma Vương phái những linh hồn hung hăng cuồng nộ, đầu trang hoàng bằng những chuỗi sọ người, tay mang nhiều loại vũ khí khác nhau như giáo mác, rìu, kiếm và tên bắn đến để tiêu diệt Đức Phật. Tuy nhiên, vì Ngài an trụ trong trạng thái thiền định sâu sắc về tình yêu thương và lòng trắc ẩn, nên toàn bộ vũ khí hủy diệt của quần ma chuyển hóa thành những bông hoa đẹp rơi xuống phủ khắp mình, trang hoàng thân tướng Bồ Tát. Sau đó, Ma Vương lại cố gắng làm Đức Phật sao lãng bằng những trò vui. Nó hóa hiện một cây cổ thụ thân bằng pha lê từ hàng triệu nhánh cây phát ra pháp âm vi diệu. Tuy nhiên, từ trên không trung chư thiên xuất hiện, họ nhổ bật gốc cây và ném nó đi thật xa. Đó là điểm báo Ma Vương sẽ nhanh chóng bị Bồ Tát hàng phục bởi vì Ngài được hết thảy chư thiên ủng hộ. Ma Vương lại càng cuồng nộ, chúng cùng dồn lực tấn công Bồ Tát lúc nửa đêm. Khi chúng xông tới, Đức Phật nói, ta đã tích lũy công đức hàng A Tăng kỳ kiếp bằng việc thực hành bát chính đạo để đạt được giác ngộ. Ta đã từ bỏ ngai vàng của phụ vương Tịnh Phạn và xả ly cuộc sống hoàng gia giàu sang bậc nhất trên thế gian. Ta đã đến gốc cây này, nơi ta sẽ ngồi vững như núi và thiền định như bầu trời tịnh quang để sáng bừng lên vầng mặt trời giác ngộ. Sau đó, một tên Ma Vương có tên là Garap Quang Trúc chỉ 2 ngón tay vào mũi của Đức Phật và nói, ngươi quả quyết rằng ngươi đã tích lũy vô lượng công đức trong vô số kiếp, nhưng không có ai làm chứng cho ngươi về điều đó,
Vì vậy ta không tin ngươi. Còn ta, ngươi biết rất rõ là ta đã cúng dường rất nhiều lên chư thiên, và ngươi là nhân chứng về việc đó. Đức Phật duỗi cánh tay phải dài và đẹp như cánh sen, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất như thể Ngài ban ra chỉ cho trái đất, và Ngài nói, vì trái đất là một nhân chứng công bằng cho tất cả những gì đổi thay và không đổi thay, trái đất cũng là nhân chứng cho ta, và chứng giám rằng lời nói của ta là chân lý và tối thượng. Ngay lập tức, vị thổ địa tên là Vanetvi có một nửa thân màu vàng xuất hiện từ mặt đất và nói rằng, ta có thể đếm từng hạt bụi trên thế gian, nhưng ta không thể bắt đầu đếm bao nhiêu kiếp Đức Phật đã cống hiến thân, tâm và thậm chí cả cuộc sống của Ngài cho lợi ích của chúng sinh. Giờ đã đến lúc Đức Phật đạt được giác ngộ hoàn toàn. Ta ở đây làm nhân chứng cho Ngài. Liền đó địa thần biến mất vào lòng đất. Kể từ đó, mỗi khi các họa sĩ vẽ chân dung Đức Phật Thích Ca, họ luôn vẽ Ngài trong tư thế ấn xúc địa với bàn tay phải chạm vào mặt đất. Tư thế này của Đức Phật được biết đến với tên gọi Phật xúc địa. Ma Vương vô cùng hổ thẹn và không tìm được lời để đối đáp với Đức Phật. Và thời khắc đó, tất cả những vọng tưởng trong tâm quần ma hoàn toàn tan biến. Chúng đã cố làm nhiễu loạn việc thiền định của Đức Phật bằng 32 lần phá phách tương ứng với 32 cơn ác mộng chúng phải trải qua. Sau khi ánh sáng từ Đức Phật chạm tới chúng, nhưng tất cả những cố gắng của chúng đều thất bại. Lời nguyền của Ma Vương đối với Đức Phật hiện nay đang ứng nghiệm. Trước khi bỏ đi trong trận thua với Đức Phật, Ma Vương có lời nguyền rằng, này ông Cồ Đàm, hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ. Lời nguyền của Ma Vương đối với Đức Phật, nếu soi xét đến thời điểm này, chúng ta có thể thấy chúng đang ứng nghiệm. Việc cúng lại cầu xin vô số kể. Ma Vương nhấn mạnh, ta cũng báo cho ông Cồ Đàm biết số người tu theo đạo của ông. 1.000 người chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Nhưng việc cúng lại và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này để đưa người sống trong vật lý do ta cai quản, hầu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý được. Đức Phật dạy ta cần phải giữ tâm thanh tịnh và dùng trí tuệ bát nhã, chứ đâu có dạy xây chùa, thắp hương lễ bái, cầu khấn, đốt vàng mã, phóng sinh ồ ạt như hiện nay. Đau lòng hơn nữa, việc này lại hoàn toàn xuất phát từ tâm ma mà ra. Hay những ngày rằm mùng 1, đặc biệt là dịp lễ Tết, đến các chùa sẽ thấy Ma Vương đang tha hồ hoành hoành thế giới này. Với sự vắng mặt của Đức Phật khi quá nhiều nghi lễ bày ra gây hao tốn tiền bạc, sức lực và mất đi giá trị niềm tin chân thực. Nếu soi chiếu về chính con người mình thì có thể nói, ta đang ngày một nuôi dưỡng tâm ma và đánh rơi tâm Phật bằng việc tham lam mong cầu, thiếu hiểu biết. Thử hỏi việc cố xây thêm nhiều chùa thật to hiện nay, hay cố đi hết nơi này để cầu xin Phật ban ơn thì có ích gì, trong khi việc nhà thì tan hoang, không ai trông nom chăm sóc. Tâm của bạn có thực sự an khi chính lòng bạn còn nhiều phiền nhiễu và những người xung quanh mình cũng đang hoang mang giữa cuộc đời? Chúng ta nên hiểu rằng việc cúng chùa chỉ là cách tưởng nhớ tới lòng thành, là việc khơi gợi tâm Phật trong mỗi chúng ta, chứ không phải thỏa mãn điều kiện gì cho Phật để Ngài trả ơn lại cho ta bằng một điều kỳ diệu gì đó. Xưa kia, Thái tử Trần Anh Tông hỏi cha mình, kính thưa Phụ Vương, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao các chùa ở kinh thành Thăng Long này chùa nào cũng cúng, vậy cúng Đức Phật Thích Ca có ăn không? Kính xin Phụ Vương dạy con. Đức vua Trần Nhân Tông dạy, này Thái tử Trần Anh Tông, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo là giúp cho ai muốn giải thoát ra ngoài sức hút luân hồi tạo ra nhân quả nơi trái đất này. Chớ Đức Phật không phải lập ra đạo để ăn thức cúng của loài người. Người nào lập chùa ra mà không biết lời của Đức Phật dạy nên tưởng tượng cúng cho Phật ăn. Đức Phật đâu có ở thế giới này mà ăn. Nhiều pháp môn mạo danh để kiếm tiền. Ma Vương lại nói thêm, này ông Cổ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật lý, mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta xúi bảo cả. Những thuyết giảng của Phật Thích Ca sau 2.500 năm đã sai lệch đi ít nhiều. Người học thời nay đã không tiếp cận được nguyên văn lời giảng của Ngài qua nhiều lần biên dịch, phiên dịch, nhiều ngôn ngữ khác nhau và qua lời giải thích kinh sách của những người ở các tầng thứ, nhận thức khác nhau khiến nghĩa lý ban đầu đã không còn mấy. Từ đấy, có quá nhiều mạo danh khiến thực hư lẫn lộng và nhiều người thiếu niềm tin về Đức Phật,
khi nhận thấy các giá trị sau những lần tam sao thất bản đã chẳng có chút ích lợi lạc gì. Thời Đức Phật, với sự chỉ dẫn của Ngài, con trai La Hầu La đã đạt được giác ngộ viên mãn khi mới tròn 20 tuổi, vợ của Đức Phật đắc quả A-la-hán ngay trong một đời. Nhưng ngày nay chúng ta có học mãi vẫn chưa thấy trí tuệ khai thông và mãi lầm được lạc lối, mãi không tìm đâu ra lối đi cho mình. Đức Phật nghe lời nguyền và tiếng cười của Ma Vương, nên trước khi nhập Niết Bàn, Ngài căn dặn, này các đại đệ tử lớn của Như Lai, cũng như các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Các ngươi là người tu theo thanh tịnh thiền, phải chú ý lời nguyền của Ma Vương và dạy lại cho người sau. Vị nào tu tập theo chánh pháp thanh tịnh thiền, phải nhớ những lời nguyền của Ma Vương này. Nhưng con người rốt cuộc vẫn là con người, vẫn cứ bị ma dẫn động, vẫn chạy theo giá trị bên ngoài mà quên mất việc tu ở ngay tâm của chính mình chứ không phải nơi nào khác. Vậy, chúng ta học được gì từ cách Phật đánh bại được Ma Vương? Đức Phật dạy, chúng ta phải có tâm nhu nhuyễn, không bực tức hận thù khi bị bắt bớ giam cầm. Đi xa hơn nữa, trong bất cứ hoàn cảnh nào khi gặp những điều không tốt cho ta, cũng không nên tức giận thù hằn mà sẵn sàng chấp nhận mọi sự, giữ tâm như đất nước gió lửa, vì đất nước gió lửa gặp vật gì cũng thu nhận hết, dù vật nặng nhẹ, đẹp xấu, to nhỏ, sạch dơ, có giá trị không giá trị. Đất nước gió lửa đều dung nạp hết, không nói thích hay chẳng thích, không nói yêu hay ghét. Đó là có tâm không chấp mọi sự, có tâm bình đẳng. Cuộc sống luôn tồn tại đồng hành, có âm, có dương, có thiện, ác, có trắng, đen, có cường ắt, có nhu. Và Đức Phật, Ma Vương cũng đại diện cho hai mặt cuộc sống như thế. Và chính mỗi con người của chúng ta cũng tồn tại Phật tính và ma tính. Đó là lý do nếu bạn muốn phát huy Phật tính, cũng đồng nghĩa với việc là bạn phải chiến thắng ma tính trong chính chúng ta. Đó là lý do có câu nói, kẻ thù lớn nhất đó là chính mình. Muốn có được sự thanh tịnh thì phải chấp nhận sự khó chịu, đớn đau khi ta bắt đầu phải buông bỏ ham dục, danh lợi, vui thú, để giữ tâm trong sáng, an lành. Thế nhưng, ta ưa sự nhàn hạ nên con người mãi không đủ lý trí và tịnh tâm để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đem đến sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có mong muốn chủ đề nào, hãy để lại comment cho chúng tôi biết và đừng quên ấn like, đăng ký kênh và share để nhận thông tin sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.